Quý vị đã trở lại với Tài chính cuối tuần và thưa quý vị, trong phần 2 này chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với ông Trần Trí Quang, là giám đốc kinh doanh vùng cấp cao của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng. Xin chào anh Quang, rất vui có anh trong chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, từ trước đến nay khi chúng ta nói đến bảo hiểm Nhân Thọ thì nhiều người vẫn nghĩ đây là bảo hiểm cho sức khỏe, cho tính mạng và ít ai nghĩ rằng có hẳn một cái gói bảo hiểm cho giáo dục. Như vậy thì ngành bảo hiểm Nhân Thọ nói chung cũng như là công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng nói riêng, tại sao chúng ta lại quyết định cung cấp cái gói sản phẩm này thưa anh? Chào Tức Anh, chào quý vị khán giả. Trong cuộc sống là ước mơ và chúng ta không ngừng mơ ước để biến những ước mơ chúng ta trở thành hiện thực. Thì là cha là mẹ thì ai cũng mong muốn cho con mình ăn học đến nơi đến chốn và có một tương lai vững chắc. Với cái chi phí hiện tại rất là chi phí về giáo dục rất là đắt đỏ và ngày càng tăng. Đó là cái gánh nặng cho những gia đình. Và đặc biệt hơn nữa là với tình hình hiện tại về bệnh hiểm nghèo, về tai nạn thì nó những cái rủi ro bất trắc nó đến bất cứ lúc nào và không thể lường trước được. Và khi mà những rủi ro bất trắc sẽ đến thì nó sẽ kéo theo một hệ lụy ảnh hưởng đến tài chính. Chính vì hệ lụy đó thì sẽ con em của mình sẽ không đủ tiền để đến trường, cha mẹ không đủ tiền lo cho con em đến trường. Chính vì hiểu được nỗi âu lo của quý phụ huynh, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng ra mắt sản phẩm Phú Hưng Thành Tài với một số tiền tiết kiệm rất là nhỏ để đảm bảo tương lai học vấn trong tương lai của con em. Thông qua sản phẩm Phú Hưng Thành Tài, chúng tôi cung cấp một khoản gọi là chi phí giáo dục định kỳ cho con em ăn học ở đại học và thạc sĩ. Và hơn thế nữa, với sản phẩm Phú Hưng Thành Tài, chúng tôi bảo vệ toàn diện dành cho trường hợp khi mà cha, mẹ, những người trụ cột gặp rủi ro bất trắc xảy đến thì chúng tôi sẽ chi trả một số tiền lớn đủ để trang trải học phí và sinh hoạt phí cho con. Đồng thời chúng tôi miễn phí toàn bộ chương trình và chúng tôi vẫn đảm bảo con em có được một khoản tiền sau này đủ vào học đại học và thạc sĩ. Đồng hành với bậc phụ huynh về giải pháp Phú Hưng Thành Tài, với cái ưu việt là có một khoản học phí đảm bảo trong tương lai và cũng cho bậc cha mẹ là an tâm trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Thì ngoài sản phẩm đó thì chúng tôi cũng rất là tự hào đưa ra một giải pháp gọi là Phú Hưng Thịnh Vượng. Với giải pháp Phú Hưng Thịnh Vượng thì chúng tôi đáp ứng được tất cả nhu cầu tài chính của khách hàng trong suốt giai đoạn cuộc đời của họ. Với giải pháp Phú Hưng Thịnh Vượng, khách hàng có thể tiết kiệm mỗi tháng là 1 triệu đồng. Như vậy thì mỗi năm là 12 triệu. Hiện tại thì công ty đang trả lãi suất rất là cạnh tranh với lãi suất là 7% một năm. Và chỉ với 1 triệu đồng một tháng, khách hàng được bảo vệ lên đến là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng được chi trả viện phí, rồi còn được chi trả khi mà bị bệnh hiểm nghèo và bảo vệ rủi ro trước tai nạn. Và đặc biệt hơn nữa thì sản phẩm bảo vệ cả gia đình trong cùng một sản phẩm. Như vậy vừa rồi thì tôi có chia sẻ về hai giải pháp của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng. Thì với hai giải pháp ưu việt này, mong muốn rằng là mang đến những giải pháp an toàn tài chính cho người dân Việt Nam. Thưa anh, đối với chuyện tiết kiệm cho con em mình ăn học thì cũng có nhiều bậc phụ huynh họ chọn những cái hình thức tiết kiệm khác, gửi ngân hàng hay là mua vàng hay như thế nào đấy. Tuy nhiên, cái gói bảo hiểm giáo dục như anh vừa trình bày thì nó có ưu điểm gì so với những hình thức tiết kiệm khác thưa anh? Về ưu điểm thì đầu tiên là gói sản phẩm giáo dục giống như những tổ chức tín dụng mang tính chất tiết kiệm, sau khi khách hàng gửi vào thì sẽ sinh lãi. Và thêm một điều nữa là chúng tôi phát huy tính bảo vệ khi mà gặp những rủi ro bất trắc cho khách hàng. Chẳng hạn như là thí dụ như bây giờ một khách hàng nào đó tham gia vào tiết kiệm để dành được một hoặc vài năm, sau đó thì chẳng may gặp rủi ro bất trắc sẽ đến, thì cái số tiền mà gửi tiết kiệm chỉ đủ để trang trải chi phí trong ngắn hạn mà thôi. Và nếu như mà trang trải chi phí trong ngắn hạn thì như vậy thì họ không có đủ tiền để lo cho con học vấn sau này. Thì sản phẩm, ưu điểm của sản phẩm của chúng tôi là gì? Là sau khi mà chúng tôi có ý nghĩa tiết kiệm và sau đó bảo vệ, nếu như mà chẳng may mà khách hàng, mà người cha, người mẹ, người trụ cột gặp rủi ro bất trắc thì chúng tôi chi trả ngay một khoản tiền để cho họ vượt qua khó khăn tài chính trong hiện tại và có một quỹ giáo dục trong tương lai.
Rất là hay thưa anh. Tuy nhiên có một vấn đề như thế này nữa, có rất nhiều người họ cũng muốn bảo hiểm đó, nhưng mà cái vấn đề đi đường dài nhiều khi cũng khiến cho họ cảm thấy hơi lo ngại một xíu. Như vậy thì đối với bảo hiểm giáo dục, liệu cái bảo hiểm này nó có linh hoạt hơn so với những cái loại bảo hiểm khác hay không? Về bảo hiểm giáo dục thì thực ra về đầu tiên là về hình thức tiết kiệm thì ở đây khi mà chúng ta mà gửi tiết kiệm ở một tổ chức tín dụng nào đó thì chúng ta phải gửi liền vào một số tiền lớn để chúng ta được hưởng lãi. Còn sản phẩm giáo dục thì chúng ta tích tiểu thành đại, là chúng ta đóng một khoản phí rất là nhỏ, nó chiếm khoảng an toàn nhất là khoảng 8-15% cho khách hàng, giống như là một khoản đầu tư nhỏ để đảm bảo tương lai học vấn cho con. Thì cái khoản đầu tư đó không ảnh hưởng đến những chi phí hàng ngày. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại phần thứ hai của chương trình Tài chính cuối tuần ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi, quý vị đã có thể hiểu rõ hơn về gói bảo hiểm dành cho giáo dục cho con em mình. Đến đây thì xin mời quý vị giữ kênh, chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa.